Người có tiền đi đánh pizza phải khác chứ. Thấy anh vào nên hai cô gái đã nhanh tay mở cánh cửa ra cho anh vào bàn. Hai cô gái đã đưa cơ và lau bi cho anh rồi. Vừa đưa cái cơ xuống thì cô gái đã lấy tay đỡ cho anh đánh. Phát thứ hai thấy viên bi cản quá nên cô gái đã nhanh ý dịch viên bi sang để cho anh đánh. Thấy anh đánh trượt thì hai cô gái đã nhanh tay gom hết mấy viên bi vào lỗ và trừ một viên lại cho anh đánh. Sau khi anh chốt cơ cuối thì các cô gái đã vỗ tay và còn lấy khăn lau mồ hôi cho anh.